Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ kể cho quý khách nghe một câu chuyện mang tên Sự tích chị Hằng Nga. Đây là một câu chuyện đẹp về tình yêu của Hằng Nga và Hậu Nghệ. Chuyện kể rằng vào thời xưa rất xa xưa, có một cô gái tên là Hằng Nga, vô cùng xinh đẹp mà tính tình cũng rất đỗi hiền diệu. Nàng là vợ của anh hùng cái thế Hậu Nghệ, người có tài thiện xạ tuyệt đỉnh, đã bắn rớt chính ông mặt trời để cứu tất cả mọi người thoát khỏi nạn hỏa thiêu. Hậu Nghệ gặp được Vương Mẫu Nương Nương ban tặng một viên thần dược trường sinh bất tử. Nếu uống vào, chàng sẽ được thành tiên và bay thẳng về trời. Tuy nhiên, vì tình cảm quyến luyến với Hằng Nga và không muốn vợ chồng chia cắt, nên chàng đã mang viên linh dược về nhà đưa cho vợ cất giữ. Hậu Nghệ có rất nhiều đệ tử đến xin tầm sư học đạo, và Bồng Mông là một trong những đệ tử của Hậu Nghệ. Người này vốn có tâm địa gian ác. Trong một lần Hậu Nghệ đi săn, hắn giả ốm để ở lại thực hiện mưu đồ cướp vật báu. Khi chàng vừa đi khỏi thì Bồng Mông lập tức mang bảo kiếm uy hiếp Hằng Nga, bắt nàng phải giao thần dược. Hằng Nga không thể giao thần dược cho kẻ gian ác, bất đắc dĩ nàng liền uống viên thần dược. Kỳ diệu thay, người nàng trở nên nhẹ bẫng, không chút động lực, nàng từ từ bay lên trời. Vì tình yêu sâu nặng với Hậu Nghệ, nàng đã neo lại cung trăng là nơi gần nhất với thế giới con người để ngày ngày được nhìn xuống dương thế trong nỗi nhớ thương chàng Hậu Nghệ. Khi trở về biết chuyện, Hậu Nghệ vô cùng thương nhớ Hằng Nga, chàng ngước nhìn lên trời để gọi tên vợ, thì bỗng nhận thấy ông trăng đêm nay sáng, đẹp hơn ngày thường, nhìn thấy gương mặt người vợ hiền của mình trên đó. Chàng cùng người dân lập hương án để tế Hằng Nga, và nghi thức đó dần dần trở thành phong tục quen thuộc, không thể thiếu trong những ngày trung thu hàng năm của người Việt. Đừng quên follow Bảo Khánh và share thật nhiều để lắng nghe nhiều câu chuyện ý nghĩa hơn nữa nhé.